kỳ đáng kinh. Hiện tại làm cô độc đời mình, sao còn phải trở lên theo cùa. Đời nọ qua đời kia tới nửa, làm mỏi cho tiền của mỗi đời. Không kiếp nào lòng được thành thơi, tranh ích kỷ làm người ràng buộc. Dịp giải thoát nhiều lần bó hút, cũng là do lòng ích kỷ sanh. Cứ bo bo tài sắc lợi danh, cho đến lúc tử thần đến dắt. Thân ích kỷ làm mù tay mắt, làm bướng càng chấp ngất tội sầu. Hưởng một thời nào có được lâu, mà mưa giết tội sâu tở biển. Của thế gian tâm trần quá nghiền, nên quên suy đến chuyện ngày mai. Biết quả tay mà vẫn vui say, cho đến phút thở dài chưa hối. Từ vô thủy tới nay vẫn tội, đã làm cho quen lối hồng trần. Rất ít người đủ sức trở chân, phần đông cứ đi luôn đường khổ. Dù rằng các Phật từng dạy dỗ, kẻ tin theo thì có mấy người. Còn phần đông chẳng chịu nghe lời, nên cảnh khổ trên đời càng lắm. Nay cuộc thế như thuyền chở khầm, nổi gió giông bị đâm dễ dàng. Không nghe lời của Phật khuyên can, việc trần cứ đeo mang lụy kiếp. Thân ích kỷ biết bao khủng khiếp, đã kể trên nên xét tận cùng. Muốn không còn sanh cõi lao lung, phải dẹp nó chớ lòng ôm ấp. Việc phước đức hãy nên làm gấp, đường chân tu luyện tập ân cần. Sự nhọc nhằn chớ quản nại thân, thì nhất định biển trần tác càng. Lòng tu sớm chiều không để làng. Phật Tây Phương sẽ giáng đầu giường, lời cao siêu Phật Pháp tỏ tường. Tự nhiên mở rộng đường cực lạc. Muốn hiện tại trở nên Bồ Tát, lời trên đây chạm khắc vào lòng. Các nhiễm ô gội rửa sạch không, chỉ còn nguyện đây lòng cứu độ. Gặp những kẻ lâm dòng đau khổ, dùng tiền nghi cứu độ cho an. Dạch rõ đường đi đến Tây Phan, để cho khách thế gian tìm đến. Nếu có kẻ diệt trần quá mến, chẳng những không nghe đến lời khuyên, trái lại còn nhạo báng khùng điên. Cũng không bỏ cứ khuyên nhủ mày, với ai cũng tự
từ bi quảng đại, tìm cách khuyên trở lại đường lành. Dù cho thân phải chịu hy sinh, cũng vui vẻ hiến mình cứu thế. Đặt gai góc xoáy sành bất kể, miệng lấp sống được bé khổ đời, khiến cho ai cũng được thanh thơi, không còn kẻ sống đời lao ly. Hoàn toàn dứt sạch lòng ích kỷ, chỉ nhất tâm lo nghĩ cứu dân, dân sẵn sàng vì đạo hiến thân. Đó mới thật tinh thần Phật giáo, lúc nào cũng thực hành chánh đạo, treo gương cao hòa hảo cho đời, khiến thiện nam tín nữ khắp nơi soi theo đó để hồi tỉnh lại, truyền bá mạnh mẽ tình bác ái, quyết làm cho thế giới hòa bình, không còn nghe tiếng động đau binh, khắp nhân loại hòa bình lành như một. Đời nhờ xấu đổi ra đời tốt, làm cho người ngu dốt được thông. Giết từ bi chẳng phải nói không, mà là phải thực hành rõ rệt. Vì việc lớn của đời sống chết, vì việc lo giải thoát hồng trần, nên cố truyền Phật pháp xa gần, để cho khắp nhân dân tỉnh ngộ. Chân Phật tử đầy lòng quá độ, chẳng hề nao gian khổ đời mình. Lòng từ bi cùng Phật một tình, vì sanh chúng hy sinh tất cả. Đời với đạo đâu là thật giả, tại sao cần hối quá tu hành? Giải thích cho người được biết rằng, hầu có đủ lòng tin đạo lý, kêu gọi mãi chẳng bao giờ nghỉ, để cho người chăm chỉ tu hiền. Ở tại gia hay ở chùa chiền, được nhất trí cần chuyên đạo đức, cùng nhau biết đồng tâm hiệp lực, kẻ thì cài người cuốc nuôi nhau, làm cho đời sống bớt khổ lao, là công việc người tu phải nghỉ. Cố gắng dẹp được lòng ích kỷ, tình nghĩa sống đạo lý cũng sống, hợp nhau làm chi cũng thành công. Sự chia rẽ cũng không sanh được, làm phước chẳng tự cho rằng phước, giúp người không nghĩ giúp là công, người đền ơn đáp nghĩa chẳng mong. Là nhờ giúp sạch lòng ích kỷ, cần là giúp chớ ơn chẳng nghĩ, thiếu là đem vô thi rồi thôi. Như thế mới là thật thương người, tâm ấy mới giống nơi tâm Phật. Tâm Phật vốn là tâm chân thật, thật từ bi, thật bác ái tâm.
vớt chúng sanh khỏi biển luân trầm. Sự ân ích không cần ai đáp, mẹ thấy con bình tình nguy cấp, lòng thương lo đến mất ngủ ăn. Lo thuốc men cùng cháu lăn xăng, muốn con mạnh chớ ân đâu kể. Phật đối với chúng sanh cũng thế, thương chúng sanh như mẹ thương con, cứu độ cho thống khổ không còn. Ngoài ra chẳng còn mong chi khác, đổ đời đến đổi quên khổ xác. Lòng từ bi không thước nào đo, lo chúng sanh chớ chẳng riêng lo. Tâm ích kỷ thật là hết cả, mỗi đạo Phật trở nên rời ra. Cửa tiền môn danh kẻ giảng lai, cũng vì lòng của khách mặn chay. Quá giả vui quá đầy ích kỳ, lời Phật Pháp hoàn toàn chân lý. Người lại thêm những gì cho hư, dắt nhau đi trái ngược lòng từ, làm cho kẻ ngoài đời chán ngán. Cần phải sửa lại cho chân đáng, chớ nên đem treo bán lừa đời. Phật dạy sao thì phải y lời, mới không thẹn là người học đạo. Phật vì thế chúng sanh khổ nào, mới đem truyền chánh đạo cứu an. Đâu phải vì muốn lập giàu sang, người chưa lấy đạo làm lợi khí. Những kẻ tu còn lòng ích kỷ, chán đời lo ẩn sĩ tu thân, không để lòng lo việc cứu dân. Tu như thế cũng không thật đúng, huống chi hạn chỉ lo lợi dụng, lại càng không thể nhận là tu. Sở dĩ nền Phật giáo mờ lu, là do những kẻ tu dối ấy. Khắp thế giới chùa chiền đầy dãy, thực tu hành có mấy người đâu. Làm cảnh chùa mất nghĩa cao sâu, thành ra chỗ để cầu tài lời. Sai lầm ấy nhiều người biết tới, vẫn để nguyên không đổi sửa ra, khiến cho nguồn chân lý sâu xa, lần lần biến thành ra mê tín. Phải họp lại để mà chấn chỉnh, cho cảnh chùa giống cảnh Tây Phương. Để người đời lấy đó làm gương, bỏ hung ác theo đường lương thiện. Ở chùa phải lo bề tu luyện, đã xuất gia chớ luyến hồng trần. Ăn của dân phải cứu độ dân, mới là đúng tinh thần nhà Phật. Đã vào đó phải cho thành thật, đúng đắn nhà đạo đức tu hành. Mặc thế gian danh lợi cạnh tranh, lòng mình chẳng còn gánh việc thế.
tịnh niệm cho khai trí huệ, đem lời kinh tiếng cải khuyên đời. Dùng từ ngôn cảm hóa khắp nơi, như vậy mới thật người Phật tử. Khi ngoài thế thì làm hung dữ, đã vào chùa thì phải thiền lành. Chùa chiền là nơi để tu hành, đâu phải chỗ để danh làm dữ, đã được tiếng là nhà Phật tử. Thì phải làm cách sự từ bi, cách ở ăn theo đúng luật nghi, mới khỏi tiếng sầm xì nhạo báng. Đời có đủ thiên hình vạn trạng, dễ làm cho mù quáng sai lầm. Nhà tu hành cần phải trì tâm, thì mới khỏi bị làm xa ngã. Các tập nhiễm từ lâu trong già, nếu người chưa phóng xả hoàn toàn, dù trải qua trên mấy thời gian, có dịp nó cũng hoàn trở lại, lần sau sẽ phạm. Thank you.